Cổng nhà đổ sập, cháu bé 7 tuổi ở Hà Tĩnh bị đè tử vong. Gia đình người con gái mắc võng ở cổng nhà ông ngoại để hóng gió, không may cổng bị đổ sập, đè cháu trai 7 tuổi tử vong. Sáng ngày 2 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc cổng nhà bị đổ sập, đè tử vong một bé trai 7 tuổi. Cụ thể, vào ngày 1 tháng 5, con gái của ông Nguyễn Văn Hắc trú tại thôn Nam Hoa Xuân, xã Cẩm Hà, đưa cả gia đình về nhà bố mẹ đẻ chơi. Khoảng 21 giờ tối cùng ngày, sau khi đi ăn tối, gia đình người con gái đã ra cổng nhà của ông Hắc để mắc võng hóng gió. Lúc này, cổng nhà ông Hắc đổ sập, đè trúng bé trai 7 tuổi, cháu ngoại của ông Hắc, khiến cháu bé bất tỉnh. Người thân đã nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong. Cổng nhà ông Hắc xây bằng gạch táp lô từ lâu nên độ chịu lực yếu. Khi cả gia đình con ông Hắc mắc võng nằm đã xảy ra sự việc đáng tiếc.